Thưa quý vị, thời tiết mưa lạnh thời gian gần đây khiến cho lượng bệnh nhân mắc các bệnh lý về hô hấp, đặc biệt là ở người già và trẻ nhỏ gia tăng tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là khu vực khám bệnh tại Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng. Những ngày gần đây, lượng bệnh nhân đến khám các bệnh lý về hô hấp luôn trong tình trạng đông đúc như thế này. Thống kê cho thấy, chỉ riêng bệnh nhi thì mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khám ngoại trú khoảng 200 lượt. Trong khi đó, bệnh nhi nội trú đang điều trị có khoảng 70 bệnh nhân. Trong cái thời điểm mà thời tiết thay đổi thất thường và khí lạnh về như thế này, thì cái bệnh hô hấp tăng đột biến. Thì bệnh hô hấp thì sẽ có bệnh về viêm mũi họng và viêm phổi. Và hiện tại thì trong khoa thì bệnh hô hấp là chủ yếu. Có một vài mặt bệnh khác nhưng mà chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ thôi. Còn đây là khu điều trị nội trú khoa nội hô hấp miễn dịch dị ứng Bệnh viện Đà Nẵng. So với thời điểm bình thường, những ngày này, lượng bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa tăng 3-4 lần. Thời tiết thay đổi, chuyển lạnh, kèm mưa khiến các loại siêu vi phát triển. Những bệnh nhân lớn tuổi, sức đề kháng kém, hoặc có các bệnh nền sẵn như lao phổi, hen phế quản, suy hô hấp rất dễ bị nhiễm bệnh. Bệnh nhân diễn biến nặng trong khoảng thời gian gần đây thì chiếm khoảng là 30-40%. Thực ra những cái bệnh đó là lâu nay khoa đã quản lý rồi, nhưng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản là khoa đã quản lý ngoại trú tại phòng quản lý hen và siêu vi ngoại trú. Nhưng trong thời gian gần đây 2-3 ngày nay thì bệnh nhân trở nặng đột ngột và lên cơn hô hấp, suy hô hấp phải nhập viện. Ngoài hai bệnh viện trên thì lượng bệnh nhân gia tăng dẫn đến tình trạng quá tải cũng diễn ra tại nhiều cơ sở y tế khác trên địa bàn thành phố. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, để chủ động phòng bệnh, người dân cần chủ động tiêm vaccine, mặc ấm khi ra đường, tránh gió, thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp để bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Đặc biệt, với hai nhóm đối tượng dễ bị mắc bệnh là người lớn tuổi và trẻ em.